Vì một số mâu thuẫn giữa Santana và hội đồng giám sát Orange County, cho nên kế hoạch xây nhà tạm trú 600 giường cho người vô gia cư đang bị hoãn vô thời hạn. Trả lời phỏng vấn của báo OC Register, thì ông Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, cho biết là hội đồng thành phố Santana đồng ý hồi mùa thu năm ngoái là sẽ hợp tác với quận hạt trong kế hoạch này. Tuy vậy, thành phố này có một số nghị viên mới và họ có thái độ không đồng tình với kế hoạch. Trong một lá thư, ông Andrew cho biết là ông rất ngạc nhiên vì không bên nào chịu tiếp xúc với cộng đồng. Thỏa thuận giữa hai bên không nói rõ là bên nào chịu trách nhiệm tiếp xúc với cộng đồng. Nghị viên Cecilia Elesiat, nói rằng Santana sẽ không nắm trách nhiệm này vì đang có rất nhiều người vô gia cư ở nhà tạm trú 400 giường có tên là Coriat ở trung tâm thành phố. Quận Hạt thì bỏ ra 12.25 triệu đô la để mua miếng đất ở trên đường gieo và biến thành nhà tạm trú. Santana đã đồng ý bỏ một phần chi phí của tiểu bang và ủng hộ mỗi năm là 1 triệu đô la. Nhà tạm trú mới này sẽ thay thế cho nhà tạm trú Kodja Đến tháng 9 năm nay thì hợp đồng giữa quận Hạt và nhà tạm trú Cordia sẽ hết hạn. Chính vì vậy, ông Andrew đang muốn nhận được sự ủng hộ của Santana để tiến hành kế hoạch. Tuy vậy, thị trưởng Miguel Pulido cho hay là ông rất ngạc nhiên vì quyết định tạm ngưng kế hoạch xây nhà tạm trú của giám sát viên Andrew Doe.